Ni sẽ cho một chén đường vào 1 lít nước. Tiếp theo Ni sẽ cho 20g bột rau câu. Cái này là bột rau câu giòn nha mọi người. 4 củ khoai lang tím tầm khoảng 500g mình sẽ rửa sạch, cắt nhỏ và đem đi hấp chín. Hấp tầm khoảng 15 đến 20 phút rồi kiểm tra xem khoai đã chín chưa nha. Nếu chưa thì mình sẽ hấp thêm một chút nữa. Sau khi khoai đã chín mình sẽ lột bỏ phần vỏ. Phần khoai lang mình sẽ đem đi xay với 200ml nước cốt dừa. Sau khi xay nhuyễn mình sẽ đem rây mịn. Bây giờ mình sẽ đi nấu phần rau câu. Sau khi rau câu sôi lên mình sẽ vớt bọt đều đặn cho nước được trong nha. Vớt bọt xong mình sẽ chia phần rau câu ra làm hai nha. Một nửa mình sẽ bỏ khoai lang vừa rây lúc nãy vào để khuấy đều. Lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh lửa thật là nhỏ để cho phần rau câu của chúng ta không bị khét và mau đặc nha. Ni sẽ thêm nửa chén đường vào trong phần rau câu này. Công thức này Ni cảm thấy đã ngọt rồi đó mọi người. Ai thích ăn lạt hơn thì có thể giảm lượng đường nha. Ni cho 200ml nước cốt dừa và nửa chén đường vào phần rau câu còn lại. Khuấy đều cho hỗn hợp tan là được nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ rau câu nè. Công đoạn này Ni thấy là khó nhất luôn á. Mình phải tỉ mỉ, rất là nhẹ nhàng và rất là kỹ. Đổ mấy lớp đầu chưa có kinh nghiệm á, nó bị vỡ á mọi người. Những lớp sau mình rút kinh nghiệm thì mình đổ nó đẹp hơn. Mà mình nói nghe nè, cái này là mình bỏ nhiều khoai lang cho nên phần khoai lang của mình nó sẽ bị mềm. Mọi người thích ăn có độ giòn hơn thì có thể giảm lượng khoai lang lại nha. Tại nhà mình còn 4 củ khoai lang cho nên là có nhiêu mình làm hết nhiêu luôn á. Chúc mọi người làm thành công nha. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nè. Lớp nước cốt dừa thì giòn, còn lớp khoai lang thì mềm mịn, béo ngậy luôn á mọi người.